Sáng ngày 10 tháng 4, Thượng tá Đinh Quang Thành, trưởng công an huyện Buôn Đôn, cho biết đơn vị không khám nghiệm tử thi nữ sinh tử vong trong giờ học thể dục theo nguyện vọng của gia đình. Theo đó, sáng ngày 8 tháng 4, cháu H, B, A, 13 tuổi, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Ia Hua, Buôn Đôn, vừa khởi động trong tiết học thể dục thì gục xuống sân. Thầy cô ngay sau đó đưa cháu đến trung tâm y tế huyện rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, nhưng cháu đã không qua khỏi. Ngay sau khi cháu bé chẳng may tử vong, nhà trường và phòng giáo dục và đào tạo đã có báo cáo sự việc đến công an huyện Buôn Đôn để đơn vị này xác định nguyên nhân tử vong. Nói về việc này, Thượng tá Thành cho biết đơn vị đã lập tổ công tác để tiến hành khám nghiệm tử thi nữ sinh tử vong trong giờ học thể dục. Tuy nhiên, việc khám nghiệm tử thi sau đó không thực hiện theo nguyện vọng của gia đình. Gia đình cho biết cháu A có tiền sử bệnh tim, đề nghị không khám nghiệm tử thi để an táng cho cháu. Liên quan đến vấn đề này, sáng ngày 10 tháng 4, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học linh hoạt tiết dạy thể dục do thời tiết quá khắc nghiệt. Theo ông, thời điểm này nhiệt độ ngoài trời có thời điểm dao động 39 đến 40 độ C, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nhất là đối với các cháu học sinh nhỏ tuổi. Vậy nên, Sở có văn bản chỉ đạo toàn ngành linh hoạt trong dạy học các môn thể dục ngoài trời phù hợp với yêu cầu thực tế.